cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Tha thiết mong tìm về bạn cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió, vắng bóng chim xanh ngày vùi hót tung mây, mơ khuất xa xôi ngàn phương. Trên đường tha hương vui gió sương, riêng lòng ta mang mỗi nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về. Tìm lại đường tơ nay đã dứt, nghe tiếng chim chiều về gọi gió, như tiếng tơ lòng người lạc bước. Nhấp chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Xin cảm ơn quý vị và kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi được đứng trước quý vị, và trước tiên xin phép quý vị cho tôi gửi đến quý vị một lời cảm ơn nồng nhiệt. Và thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị tối nay đã là một niềm khích lệ rất lớn đối với tôi và cũng như đối với tất cả các anh chị em nghệ sĩ góp mặt trong chương trình tối nay. Và sau đó xin phép quý vị cho tôi được cảm ơn một người, thưa quý vị, một người chị, một người bạn đã giúp đỡ cho tôi có cái dịp đứng trước quý vị, đã lo lắng từ ngay từ lúc đầu. Đó là chị Trương Thị Thu Dung, giám đốc của Trung tâm Đại Đông, và người thứ hai lúc nào cũng sát cánh bên tôi, đó là vợ của tôi. Và thưa quý vị, cũng nên kể ra một chút xíu câu chuyện là, thưa quý vị, cách đây 2 năm, nếu không có vợ tôi thì tôi đã chết trên phi cơ lúc từ Nhật Bản về. Và thưa quý vị, ngày hôm nay tôi được trở lại đây để đứng trước quý vị, tôi thật là xúc động không biết làm sao. Chị Dung ơi, mình ơi, quý vị ơi, các bạn ơi, tôi đang ngủ, mơ hay là sự thật? Xin chân thành cảm tạ quý vị. Vâng, thưa quý vị, cái tâm sự của anh Elvis Phương được nói lên ngay từ một cái bến xe. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái bến xe, và cái bến xe là cái nơi đưa người ta đi, và cũng chính là cái nơi đón tất cả những người con trở về với quê hương. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cảm ơn Elvis Phương và cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình đêm nay. Vâng, thưa quý vị, chương trình đêm nay như tên gọi của nó sẽ là một chương trình với tên gọi là Yêu Người Yêu Đời. Và chính vì thế trong chương trình đêm hôm nay thì chúng ta sẽ nghe anh Elvis Phương hát về tình yêu, hát về con người. Và những ca khúc này là những ca khúc mà chúng tôi nghĩ có lẽ là đã theo chân anh Elvis Phương suốt cuộc đời nghệ thuật của mình. Cho nên là hôm nay thì chắc chắn anh Elvis sẽ dành cho khán giả đêm nay rất là nhiều ca khúc về tình yêu, có đúng thế không ạ?
Thưa quý vị, tôi có một cái diễm phúc là đã trên 25 năm tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới để làm cái nghề mà tôi đã chọn từ lúc còn đi học. Và thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay tôi cũng đã đi nhiều nước và tôi cũng nhận thấy rằng là cái ngôn ngữ tình yêu, nếu mà mình nói ra như thế này, chẳng hạn như là mình qua Pháp thì hai người mà họ yêu nhau, họ nói là je t'aime. Bên Anh thì họ nói rằng là I love you. Còn tàu thì ngộ ái nhỉ. Tây Ban Nha thì nói te quiero gì đó. Nhưng mà thưa quý vị, theo Phương đó thì Phương thấy rằng là chỉ có tiếng Việt Nam thôi mà nói ngôn ngữ Việt Nam, mà nói về ngôn ngữ tình yêu đó thì Phương thấy nó thấm thía hơn lắm. Nếu quý vị mà không tin đó thì xin mời quý vị nghe một bài hát này để biết rằng là cái tiếng yêu em nó nhẹ nhàng và nó thấm như thế nào. Vâng, chúng ta hãy cùng chia sẻ cảm xúc đó với ca sĩ Elvis Phương. Yêu em vì ta kẻ buồn, yêu em vì ta kẻ thương, yêu em vì ta khinh khi dối gian. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không màng lời khen chê thế gian. Ta không cần ai hiểu mình khi ta ngờ đi cả ái tình. Còn mãi hững hờ khi anh trong lòng yêu em
muốn dối lòng. Khi tim làm đôi má hồng, cho ta được gần nhau trong giấc mộng. Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng huýt gió rất là đặc trưng mà làm chúng ta biết ngay đó là Elvis Phương. Và bây giờ chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có thể sẽ đem đến chúng ta một ít suy nghĩ gì đó và có thể đem lại cho tất cả chúng ta một niềm một cái tự hào nho nhỏ. Câu chuyện như thế này, vào những năm cuối của thập niên 80, đầu thập niên 90, thì một đoàn du khách của Nhật Bản sang Sài Gòn. Và họ ngày hôm đấy họ có một buổi được đến dự khán một chương trình hòa nhạc tại Building ở trung tâm Sài Gòn. Trong chương trình ấy, các du khách Nhật Bản đã được một ban nhạc chơi rất hay những ca khúc tiền chiến và những ca khúc đã một thời vang bóng. Đến một ca khúc, đột nhiên có một du khách Nhật Bản tóc đã nhuốm màu thời gian bước đến bên một người nhạc sĩ tóc đã bạc, cao tuổi, ngồi bên chiếc cây piano và nói với người nhạc sĩ rằng: "Này ông, ở Việt Nam mà các ông cũng biết bài hát này à?" Người nhạc sĩ đang đánh bài ca khúc đó ngẩng lên, nhìn người du khách Nhật Bản một cách rất ngạc nhiên. "Bảo, thưa ông nói gì ạ?" Người du khách Nhật Bản nhắc lại rằng: "Ở Việt Nam mà cũng biết cái bài hát này à, bài hát này ở bên Nhật nổi tiếng lắm đấy. Chúng tôi gọi là bài Ni Ni." Người nhạc sĩ già, tóc muối tiêu mới mỉm cười và nói rằng: "Thưa ông có biết không, bài hát đấy chính là của tôi và tôi chính là tác giả của ca khúc mà ông vừa nghe." Người du khách Nhật Bản rất ngạc nhiên, bảo: "Sao cơ, bài hát này mà lại là của người Việt Nam à?" "Vâng, đúng là như thế." Người nhạc sĩ nói như thế. Và ngay sau đó trên báo chí Nhật Bản đã xuất hiện rất nhiều bài phóng sự với hàng tiết lớn rằng ca khúc Ni Ni là của ai? Và câu trả lời cho tất cả các phóng sự đó, đó là nguồn gốc của ca khúc đó chính là từ một nhạc sĩ Việt Nam. Và ngay bây giờ, quý vị sẽ nghe ca khúc ấy qua giọng hát của Elvis Phương và những giai điệu quen thuộc của nó có thể sẽ làm cho chúng ta nhớ lại tuổi thanh xuân của mình. Xin mời quý vị cùng nghe. Tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn
còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nơi tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình xa xôi cho nhau, thôi lành hẹn lại kiếp sau. Quý vị, quý vị vừa nghe không những một bài không mà tới hai bài không lận. Vì cái đoạn trước là một đoạn của bài không số 2 và bài không sau là bài không số 1. Và thưa quý vị, cũng tiện đây tôi xin gửi đến anh Nguyễn Anh Chín một lời cảm ơn, một người bạn đã viết cái bài hát đó và tôi đã có cái hân hạnh thu thanh bài hát đó lần đầu tiên. Và xin quý vị một tràng pháo tay cho người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Anh Chính. Xin cảm ơn quý vị. Câu chuyện là quý vị nghe tâm sự của anh Elvis Phương ở một bến xe. Và bây giờ, như quý vị thấy, là sẽ diễn ra ở một quán cà phê tóc bên đường. Quán cà phê này có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên thành phố và trên cả nước chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Elvis Phương tại quán cà phê này để nghe anh tâm sự về những tình cảm của mình khi quay trở lại với quê hương và hát cho quý vị nghe. Thưa quý vị, tôi có một cái thú là về đây hay đi ăn quả bạc và nhất là ngồi mấy cái quán cóc vỉa hè. Mà thưa quý vị, tôi thích nhất là đi đi ăn bò bí, đi ăn ốc len xào dừa. Mà nói chúng ta đều thích. Và thưa quý vị, cũng thích ngồi quán cốc, quán cà phê như này để xem người ta uống cà phê. Sao lại là xem người ta uống cà phê mà anh không uống à? Phương không biết uống cà phê. Thế thì tại sao lại chọn quán cốc để ngồi? Tại anh biết không, cái quán cốc cà phê vỉa hè đó
là một đặc trưng của Sài Gòn nói riêng và của nước mình nói chung. Thành thử là anh có biết là mỗi khi Phương đi xa đó, thì Phương hay tìm đến những cái quán cà phê, Phương ngồi, Phương cũng xem những cái giọt cà phê của mấy người khách chung quanh đó, nhỏ nhỏ xuống như này. Thì anh biết cái quán cà phê đó là một cái nơi mình có thể ngồi mà suy ngẫm lại những cái việc mà mình làm vừa qua, rồi những việc sắp tới, cũng như là những cái hồi nó gợi lại những cái kỷ niệm buồn hay là vui trong cái đời đi hát của mình. Thành thử ra Phương mỗi một lần lại mang một cái căng cắn trong lòng như thế này, là Phương thấy giọt cà phê mà nhiễu xuống. Thú thật với anh, Phương nhớ nhà quá. Thành ra cứ mỗi một lần mà không có bận gì đó là lập tức phải quay về đây để mà ngồi những cái quán cốc vỉa hè để mà vui với chính mình thôi. Vâng, có lẽ chính vì thế mà ngay bây giờ anh sẽ ngồi tại quán cốc này và hát một điều gì đó cho quý khán giả ngồi dưới đây, phải không? Thưa quý vị, sau đây tôi xin phép được hát một bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ nhạc thơ của nhà thơ Huỳnh Hữu Võ, bài hát mang tên Giọt Buồn. Mãi em về bên mãi sống.
yên. Sao, sao em đành lối hẹn, nó không buồn che nghiêng. Ngày xưa em là thơ, ngày xưa em là mộng, giữa hồn tôi còn đọng những giọt buồn. Ngày xưa tình yêu không là thơ, tình yêu không là mộng, giữa hồn tôi còn đọng những giọt buồn. Ngày vừa rồi là anh Elvis Phương với những ca khúc tiếng Việt hết sức quen thuộc mà có lẽ chúng ta đã nghe ở đâu đó và nghe chính anh hát từ nhiều năm nay. Bây giờ sẽ nói về một chút những ca khúc mà anh cũng trình diễn rất thành công. Tên tuổi Elvis Phương đã gắn rất nhiều với những ca khúc tiếng Pháp. Như quý vị đã biết, những năm đầu của thập niên 50, người Sài Gòn lúc đấy, mặc dù ở phía bên kia nửa trái đất, nhạc rock, những giai điệu sôi động của nó đã cuốn hút giới trẻ phương Tây và Mỹ. Thế nhưng ở Sài Gòn đầu thập niên 50 cho đến cuối thập niên 50 thì nhạc Pháp vẫn còn thu hút người ta với những cái tên như Dalida, Yves Montand. Những ngày đó thì những ca khúc tiếng Pháp cứ hớp lấy hồn giới trẻ. Thế nhưng mọi sự đã trở nên khác đi hơn một chút khi vào đầu thập niên 60, cùng với sự đổ bộ của văn hóa Mỹ vào Sài Gòn thì giới trẻ bắt đầu làm quen với những giai điệu lạ lẫm của nhạc rock. Pop rock lúc đó trở thành một cái gì đó rất mới mẻ đối với người nghe nhạc ở Sài Gòn. Và cũng vào thời điểm đấy, người ta đã thấy xuất hiện những sáng tác mang những âm hưởng của pop rock. Tất nhiên, nó mang những giai điệu mới trong hòa âm phối khí, trong tiết điệu, thế nhưng chưa thật sự là một nhạc rock. Và lúc đấy người ta chưa nói đến nhạc rock Việt Nam. Và trong cái thời điểm đó, rất nhiều nhạc sĩ trẻ có tên tuổi như Lê Hữu Hà, như Nguyễn Trung Cang đã đi tìm tòi những giai điệu mới cho nhạc Việt Nam. Và mọi sự đã thay đổi khi năm 1971, nhạc sĩ Lê Hữu Hà thành lập ban nhạc Phượng Hoàng và giọng hát Elvis Phương xuất hiện trong ban nhạc Phượng Hoàng với những ca khúc thật mới mẻ, mang tiết điệu nhanh. Thế nhưng có người lại hỏi, nếu thế thì nhạc Pháp chiếm một vị trí như thế nào vào giai đoạn đó? Vâng, lúc đấy người ta cứ tưởng rằng nhạc Pháp sẽ bị quên đi. Thế nhưng trong những chương trình của mình, Elvis Phương vẫn hát những ca khúc tiếng Pháp thật hay. Chẳng hạn như En Bouton, hay là Man, hay là La Nuit. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng những ca khúc ấy vẫn cuốn theo thời gian. Và đó là giai điệu đầu tiên từ ca khúc En Bouton. Un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sincèrement, sans un regret, je partirai. Crois devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Sẽ có một sáng đẹp trời, sẽ có một sáng không như bao ngày. Ta không còn nồng ân ái, môi nhạt môi ôi hương hờ, dẫu xa nhau
anh sẽ không tiếc năm tháng hoa gấm ngày nào. Anh sẽ đi mãi, không biết khi nào quay về. Bước đi rồi là đi mãi xa mù khơi, xa muôn trùng, xa tiếng nói, xa tay mềm, xa hơi ấm, hơi em yêu. Anh vẫn biết, vẫn biết. Cho dấu chua xót khi giữ đi những ân ái ngày nào, anh sẽ cầm nín ngăn khóe mắt quen lệ trào. Cho tâm hồn tựa cơn nước xuôi bình yên cho em đêm, dấu xa nhau anh sẽ để gót đi mãi xa tít mịt mờ. Anh sẽ quên hết, quên trái tim em lạnh lùng. Với hai bàn tay anh sẽ xây tình yêu, xây ân tình. Cho năm tháng trái tim đồng tràn ân ái, hỡi em yêu. Anh vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết ngoài em chẳng yêu một ai. Anh vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết ngoài em chẳng yêu một ai. Cảm ơn quý vị vừa nghe một bài hát của nhóm Charles Aznavour, bài Tình Phủ Tâm. Và sau đây xin kính mời quý vị nghe một liên khúc gồm những bài hát bằng tiếng Pháp rất nổi tiếng của thập niên 60 và 70 của những ca sĩ Pháp như là Michel Polnareff, Adamo, Dick Rivers và một số khác của các anh như là Christoph. Và sau đây xin tôi xin hát để hầu quý vị nghe khúc nhạc Pháp đó. Xin mời quý vị nghe. J'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop
jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dis que tu es la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je n'y crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dis que tu es la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je n'y crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai le premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Premier amour, Capri, oh, c'est fini. Je n'y crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je n'y crois pas que j'y retournerai un jour. Un prénom qui me fait mal.
venez souvent. Des mots dans les frissons, mal dans une mer de corail, mal. La couleur bleue me fait mal de temps en temps. Quand je regarde le soleil qui vole. Les paroles d'une chanson d'où venaient souvent des mots dans les frissons. Mal, mal, oui j'ai mal, bien trop mal. Mal, oui j'ai mal, mal. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giây phút sôi động với nhạc Pháp và như Đông Quân đã đoán, đứng trong cánh gà nhìn trộm xuống khán giả mới thấy rằng có rất nhiều vị khán giả tóc đã hai màu rồi nhưng mà lại ngồi lẩm nhẩm hát theo những giai điệu của Elvis Phương trong những ca khúc tiếng Pháp. Vâng, quả thật là tuổi thanh xuân đã trở về với quý vị rồi phải không ạ? Chúng ta cho một tràng pháo tay với những giai điệu rất sôi nổi vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ quý vị sẽ bảo chẳng lẽ đến đây là những ca khúc tiếng Pháp thôi không? Còn những ca khúc gì nữa? Vâng, chắc chắn quý vị sẽ bảo rằng vẫn còn thiếu một gì đó ở Elvis Phương với một ca khúc mà tất cả các quý vị ở đây ai cũng biết rằng anh hát thật hay. Và ngay bây giờ anh sẽ hát tặng quý vị, vâng, một bài hát nhuốm màu thời gian nhưng không bao giờ cũ cả. Mời quý vị cùng nghe. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia, có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt, một lần bơ ngơ. Quên đi, mong muốn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng kỷ niệm vẫn gọi tên em cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau, tưởng chừng như đã. Vẫn như mơ, đành nhu lòng thôi, xa từ kỷ niệm. Cho qua bao năm, mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm, ngày dài qua mãi, trông em hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt, tình đã quên lãng. Như mây như mưa, bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ mãi còn trong ta, một đời cuồng điên.
một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng như ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhiều lòng thôi, giá từ kỷ niệm. Cho qua bao năm, mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm, ngày dài qua mãi. Trong em hôm nay, thấy em còn đây. Mười năm cách biệt, hình như em đã trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ như anh hôm nay thấy mưa trở về, như anh hôm nay thấy lòng thịt nhớ. Mười năm không gặp, mười năm nhớ. Sau đây là một ca khúc mà tôi rất là yêu mến. Thưa quý vị, một ca khúc phổ theo thơ của nữ sĩ Xuân Huỳnh, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điếu đã phổ bài hát này. Xin mời quý vị thưởng thức Thuyền và Biển.
biển mênh mông như nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biến bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp lòng thuyền đau dạt vỡ. Nếu từ xa thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn mười ba đến năm 18.
học xa. Lấy nhau từ thuở 13 đến năm 18, thêm là năm con ra đường để hãy con son về nhà thiên đà. Năm con là cùng trang qua cầu gió bay, qua cầu gió bay, qua cầu. Cùng trang qua cầu gió bay, qua cầu gió bay, qua cầu gió bay. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Bằng tự ca tích tích tắc. Thưa quý vị, lúc đầu thì anh em chúng tôi chưa có quen nhau, nhưng mà đã nghe thấy nói đến có một ban tứ ca rất là dễ thương, và cái tên cũng rất là ngộ nghĩnh. Cứ mỗi một lần mà tôi ở nhà mà tôi nghe cái tiếng đồng hồ quả lắc mà tích tắc là tôi nhớ bốn cô này. Và nhưng mà nhớ như vậy nhưng mà không biết tên. Mấy em giới thiệu, tự giới thiệu được không? Cho phép Tích Tắc được giới thiệu tên của mình với quý vị khán giả. Người đầu tiên cũng là người chị cả của nhóm, đó là chị Yến Dung. Xin quý vị một tràng pháo tay. Và người chị thứ hai của nhóm, đó là chị Hồng Thúy. Và cô em út của nhóm là Phương Thu. Và người đứng bên cạnh Yến Dung mà trông không hề có vẻ năm con, xin giới thiệu Thùy Vân. Thưa quý vị, tôi biết Tích Tích Tắc cũng qua hai người bạn, đó là Quốc Trung và Thanh Lam, đã nói rất nhiều về ban Tích Tích Tắc. Và hôm nay tôi cũng có cái hân hạnh để được cùng hát chung với nhóm tứ ca, thật là dễ thương. Và thưa quý vị, tài sắc vẹn toàn. Và thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn ban tứ ca Tích Tích Tắc đã đến đây để mà hợp tác trong chương trình này. Và một lần nữa cũng xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Tích Tích Tắc. Khi Elvis Presley đã là một ngôi sao rực sáng trên bầu trời âm nhạc thế giới, thì Phạm Ngọc Thương mới chỉ là một chú bé tinh nghịch. Trong suốt cuộc đời mình, có lẽ Phạm Ngọc Phương không bao giờ quên cây đàn guitar đầu tiên được một người bạn của gia đình tặng năm lên 10 tuổi. Cây đàn guitar thùng chỉ có một giây. Đó là sự kiện trọng đại mà một chú bé mê hát từ năm lên 6 như Phương cho là bước rẽ kỳ diệu nhất trong cuộc đời của mình. I don't want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. Now, baby, come back, baby, come. Love me tender, love me true. Giọng hát thiên tài của danh ca Elvis Presley như những cơn mưa rào cứ thấm mãi và làm bừng lên khát vọng ca hát trong Phương. Anh đã vượt qua sự ngăn cấm của cha, từ chối chuyến đi du học ở Pháp để được hát như Elvis Presley, một thần tượng và là ánh sao dẫn đường cho sự nghiệp của anh. Bạn bè đã ghép tên của thiên tài âm nhạc với tên của Phương, để rồi cái tên Elvis Phương gắn với cuộc đời anh như một định mệnh diệu kỳ. Ban nhạc đầu tiên trong đời mà anh hợp tác là The Rocking Stars, một ban nhạc nổi tiếng đầu thập niên 60. Thế rồi những bước chân đam mê
đã đưa anh đến với nhiều ban nhạc nổi tiếng khác. Elvis Presley đã có gần 40 năm ca hát và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với sự thăng trầm của âm nhạc. Thời gian có qua đi, tuổi đời dẫu có dày thêm, nhưng nỗi đam mê và tình yêu nghệ thuật vẫn vẹn nguyên trong anh. Through all the years.
1994, lúc tôi đi sang Pháp để trình diễn thì tôi có gặp chú của Hà là nhạc sĩ Trần Tiến. Và nhạc sĩ Trần Tiến có nói rằng là có một cô cháu rất là dễ thương và hát cũng rất là hay. Và thưa quý vị, từ đó đến bây giờ, ngày hôm nay, 6 năm sau mới gặp lại. Và tôi khi ngỏ ý mời Hà để cộng tác vào trong chương trình này thì Hà rất là vui vẻ và bay từ Hà Nội vào trong Nam này để mà cộng tác trong chương trình này. Hà biết là anh rất là cảm động lắm. Và cũng hôm nay là cái hôm cuối cùng mình trình diễn thì anh cũng một lần nữa xin cảm ơn Hà rất nhiều. Và kính thưa quý vị, hy vọng rằng trong tương lai anh với Hà sẽ được có nhiều dịp trình diễn nhiều hơn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Trần Thu Hà. Thu Hà xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Anh xin muốn kia
đối với. Thà em đòi, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Anh Nguyễn Vũ là một người bạn rất trẻ. Lúc thời tôi còn khoảng 20 mấy 30 thôi. Và anh đã viết tặng cho tôi ca khúc này. Và tôi hôm nay cũng xin cảm ơn Nguyễn Vũ đã viết cái ca khúc đó. Và cũng xin quý vị một tràng pháo tay để cũng giống như là để khen ngợi một người nhạc sĩ trẻ tài hoa. Xin quý vị chào phát tay. Và bây giờ thì chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một giọng hát cũng rất trẻ trung, sôi nổi, sẽ cùng hát lên những ca khúc sôi nổi trong chương trình này với anh Elvis Phương. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Siêu Black. Siêu Black xin kính chào quý vị và các anh chị. Mọi người đang rất đã vỗ tay rất lớn cho một sự kết hợp mới, phải không? Chúng tôi hy vọng là sự kết hợp này cũng rất là đẹp, phải không thưa quý vị? Xin cho một tràng pháo tay nữa, sự kết hợp rất đẹp. Hai người sẽ kết hợp với nhau trong ca khúc nào thế? Vâng, ôm nhau trước đã. Nói chung là bữa nay khác hôm qua. Em cảm thấy không hồi hộp, nhưng mà em cứ tới giờ này là em cứ rất là hứng thú khi mà hát với lại... Đó là hát thôi, không có gì gì đâu. Có gì gì là hận chứ. Thế hôm qua thì ôm hôn nhau thắm thiết, hôm nay không thấy có vết son nào trên má cả. À không, à, cái hôn này là Siplak cũng được phép là Siplak sẽ thay mặt tất cả quý vị ngồi đây thưởng cho anh Elvis Phương một nụ hôn thật là cháy bỏng. Cảm ơn Siêu Black. Và thưa quý vị, một bài hát mà Siêu Black đã chọn hát với lại anh Elvis Phương, và cũng như là anh Elvis Phương rất là thích bài này, một bài hát rất quen thuộc của quý vị, bài hát của nhạc sĩ Ngọc Châu, bài hát mang tên Nếu Điều Đó Xảy Ra. Thank you.
một ngày nào đó nơi ánh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm gian ban. Tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần. Con tim ta như đã lặng lạnh buốt giá. Một ngày nào đó nơi dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm gian ban. Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần. Con tim ta như đã lặng lạnh buốt giá. Con anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Như ánh sáng như mặt trời. Con anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời. Với trái tim cháy yêu thương. Kính thưa quý vị, tôi rất thương cô em Siêu Black này lắm. Và thưa quý vị, cứ mỗi một lần mà tôi ngồi quán cóc mà xem những cái ly cà phê đó, là tôi nhớ cà phê ban mê lắm, là nhớ Siêu Black lắm đó. Anh đừng nghĩ là siêu cà phê ban mê mới được chứ. Thưa quý vị, tôi rất thương
Sue Black. Và thưa quý vị, khi mà tôi có ngỏ ý là mời Sue Black hát chung thì Sue Black ba chân bốn cẳng chạy xuống liền. Thưa quý vị, cô em gái rất là dễ thương. Anh xin cảm ơn Sue Black. Hy vọng rằng là anh em mình sẽ có nhiều dịp với nhau nhé. Sue Black nha. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Sue Black. Còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ
thật nhiều, biết mấy tin yêu cho nhau trọn tình, dẫu có điều linh xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mọi mong, như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt ra trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuấy lớp sau đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi. Bên mình
đánh thức những giấc chim bao, nước mắt tuôn trào. Bỗng thấy nửa đời khát khao. Học lại tiếng yêu thương người, tiếng yêu thương đời. Gọi tên nhau thấy trăm năm tiếc nuối. Hãy đưa tay đón lấy mặt trời, đón lấy nụ cười, đón lấy cuộc đời. Một ngày buồn đi xa rất xa. Hãy giang tay ôm lấy mặt người, ôm lấy nụ cười, ôm lấy cuộc đời. Thấy giấc mơ bình yên về bên mình. Hãy đưa tay đón lấy mặt trời, đón lấy nụ cười, đón lấy. Ngày buồn đi xa rất xa. Hãy giang tay ôm lấy mặt người, ôm lấy nụ cười, ôm lấy cuộc đời. Thấy giấc mơ bình yên về bên mình. Hãy đưa tay đón lấy mặt trời, đón lấy. Hãy giang tay ôm lấy mặt người, ôm lấy nụ cười, ôm lấy cuộc đời. Thấy giấc mơ bình yên về bên mình. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Em ơi, anh muốn nói rằng sao em còn mãi hững hờ khi anh chọn lòng yêu em thiệt. Những người mà anh em với nhau mà đã mất đi từ lâu thì mình cũng nhắc nhở thôi, chứ nhưng mà tôi thấy rằng là lúc nào tôi cũng giữ một cái tình cảm gắn bó. Không biết nói sao. Cũng về tên âm nhạc, ca sĩ nổi danh Elvis Phương thứ bảy vừa rồi đã về thăm và biểu diễn tại Việt Nam sau 25 năm xa cách. Cộng tác viên Quang Minh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hòa mình vào cùng dòng người mộ điệu để mua vé vào xem đêm biểu diễn tại Sài Gòn của ca sĩ Elvis Phương. Một chút gì rất Sài Gòn, một chút gì rất Việt Nam, một bến xe lam quen thuộc của nhiều thế hệ, một góc phố, ngọn đèn vàng với biết bao kỷ niệm. Đây đó, những âm thanh sao động tận lòng người. Bối cảnh sân khấu là một bến xe lam với gần chục chiếc xe lam thiệt được bố trí trên đó, trông khá giống với một bến xe lam ở chợ quê. Giữa không gian rất đời thường, chữ tình ấy đã bật lên tiếng ca đầy xúc động, nôn nao.
Anh đã hết sức lo lắng trước đó, không biết thái độ đón nhận của khán giả nhà đối với mình như thế nào. Khán giả ở đây vẫn nhớ đến anh, ca sĩ Elvis Phương ngày nào. Nhà hát Bến Thành với sức chứa gần 2.000 khán giả đã trở nên quá chật hẹp đối với số người hâm mộ Elvis Phương. Elvis Phương đã từng khát khao được trở về quê hương, hát cho mọi người. Nay, khát khao đó đã trở thành hiện thực. Hạnh phúc này sẽ còn đến với nhiều người, bởi lá rụng về cội, tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày dài đằm thắm. Kẻ viễn xứ đương trở về thăm đất tổ với bao nhiêu là cảm xúc dâng trào. Dòng đời cứ đưa đẩy, tôi đã có dịp đi qua nhiều đất nước, nhưng không ở nơi nào đẹp bằng quê nhà. Tôi đã lớn lên từ thành phố này, là học sinh trường Lê Quý Đôn, và cũng từ đây tôi thành ca sĩ Elvis Phương. Hai chữ cảm ơn có lẽ không giúp tôi truyền tải hết ý nghĩa hàm ơn đối với khán giả, đối với những người thực hiện chương trình.